Hi, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Duck25 đây. Nếu các bạn muốn bốc đầu, muốn đi phượt các nơi nhưng mà lại sợ tai nạn, không sao. Hôm nay hãy đến với game này, Cafe Racer. Chần chờ gì nữa, bắt đầu thôi. Đây là bốc đầu này, đúng không? Ok, bốc đầu, hợp lý. Cũng chơi cũng kiểu game màn hình để sang trái sang phải luôn. Ok. Úi rồi. Ui. Đây là báo đụng nào này, nào. Tạt đít này. Ui rồi. Đó, các bạn thấy gì không? Đó, đi sát bên hông xe rồi luôn. Đó, đây là xe của tôi mới mua từ một tiệm xe mới ở gần đây. Và tiệm xe này, và tôi mua con xe này nó gọi là không đắt lắm đâu, rẻ mà. Cho nên bây giờ tôi sẽ lên đường đi về nhà. Tôi vừa nhận ra một cái rất là hay anh em ạ. Đó chính là đường này nó có tận 4 làn đúng không? 2 làn để cho xe bên này, 2 làn là ngược chiều lại đúng không? Bây giờ tôi sẽ không phải là báo Đông Lào nữa, tôi làm báo Mỹ luôn. Đó, sang làn bên này đi, nó như thế mới gọi là ngầu đấy. Úi rồi. Nào, này đây nào, nữa, ui, đỉnh vãi, mẹ hết. Nào làm lại nhá, bây giờ mở màn phải là một pha bốc đầu này, đó. Để mỗi tội thằng nhân vật này nó bốc đầu không được lâu cho lắm rồi. Ui, giờ kỹ năng né của tôi lên một tầm cao mới rồi. Đây tôi né, mỗi tội nó khá là khó nhìn đường. Đó, nhiều rồi, thấy tao trổ tài nằm có luôn. Các bạn có nhìn thấy anh Giai đi xe một xanh đằng trước đây không? Ui, anh Giai này đi xe xịn thế. Anh Giai mở cửa ra em nói chuyện thế nào, nhìn này. Đó, anh nhìn thấy kỹ năng chưa nào? Anh Giai, em biểu diễn tí kỹ năng cho anh nhá. Anh đây là xe khác người nhất, anh là xe xịn nhất trong những mấy xe này đúng không? Nhìn là đó. Anh Giai nhìn thấy gì không? Còn mỗi anh Giai này đừng nhìn em biểu diễn thôi, em cái gì đền tiền á, cả có mỗi tí mà đền thế nữa. Khói thôi, anh Giai đừng cắn em anh ơi. Anh xe buýt này chắc đông khách lắm đúng không? Anh cao quá chắc anh không nhìn thấy em rồi. Anh đợi tí nhá, nhìn nè. Đó, lên đúng rồi. Úi rồi ôi. Lên. Ơ cái đích, thằng nào đâm tao ấy. Lỗi anh xe buýt nhá, không phải lỗi tôi nhá. Tôi chỉ bốc đầu tí thôi, nhưng mà anh xe buýt đông tôi, đấy là gây ảnh hưởng cả của lẫn người rồi. Các bạn có nhìn thấy con xe của tôi có gì khác biệt không? Một con xe, một con... ui mới thấy xe con này chưa quen, con này mạnh quá. Các bạn biết gì không? Mà con này là tôi vừa nhảy được ấy. À nhầm, tôi vừa mới phải ra một nơi xa xôi hẻo lánh, không phải một nơi hẻo lánh mà một nơi mà tôi rất là xa khu nông thôn của anh để mua con xe đấy, để con rất là đỉnh luôn. Ui, các bạn thấy gì không? Nó bứt tốc lên 100 km quá là nhanh luôn. Trời ơi. À, 152 km/h. Ui. Đường này hơi cua. Vừa nãy tôi đi con xe quèn đến đây thì nó không sao cả, nhưng mà con này vừa mới chơi, vừa mới đi cho nên nó chưa quen lắm, phải từ từ nhá, cẩn thận này, phải làm quen xe dần dần này. Thằng này mày xuống, trình của mày không bằng một góc, đúng nó nhiều. Ơ ai đấm tôi nhỉ, ai đấm nhỉ? À, do tôi bốc đầu ngu lên ngã. Ok, mẹ thằng này kỹ năng. Đó. Ừ. Ok, hiểu rồi. Ôi rồi, kỹ năng bốc đổ của tôi vẫn còn hơi non, nhưng có thể thông cảm. Đó. Xe xanh kia. Úi rồi ôi, ui rồi ôi, tự nhiên mày sinh ra sang bên đấy làm cái đéo cái gì nhỉ? Ui, highlight này, highlight này. Ui rồi, chậm. Nào muỗi, tao đang tập trung. Cua căng thật đấy, đường này nó nhiều pha bẻ cua, phải gọi là hơi bị căng đấy. Úi rồi ôi, lách qua hai xe vậy, quá đỉnh luôn. Nào 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 nào, mẹ cái xe xi măng này. Ok nhá. Úi rồi, ui trời ơi, mẹ lắm xe đeo chịu được. Này bùng nổ dân số hơi nhiều nhá, cái đường nông thôn như thế này mà lắm xe như đường cao tốc, như đường thành phố thế này. Ui, bình tĩnh nào, bình tĩnh này. Thì các bạn biết tại sao mà tôi bị ngã lên ngã xuống rồi xong rồi xe cán qua người, lái xe các kiểu mà tôi không hiểu được, biết lý do tại sao. Tôi làm bạn với thần chết rồi, chết thế đéo nào được. Đó, vừa ngã phát xe cán qua các kiểu, nhấp nha nhấp nháy vài lần tôi lại sống lại. Ôi rồi, thế này còn không bắt đi nghiên cứu đi chứ làm cái gì nữa. Ok, vậy là video mình kết thúc tại đây nha. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy cho một like, share và subscribe nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.